Hello, chào tất cả các bạn. Mình bây giờ còn đang ở Vạn Ninh các bạn. Còn đang ở Vạn Ninh, Khánh Hòa. Chưa về tới Nha Trang nữa. Giờ là 2 giờ nè. Sáng giờ còn đi cà tan ở đèo cả đồ chơi. Chó quá đeo kiến nha. Nó đều cả rồi chơi các bạn. Mới ghé ăn cơm rồi một mấy giờ đi là 2 giờ. Giờ về Nha Trang rồi mình vô cao tốc đi là khỏe rồi. Thì cái chuyến đi này đi về chắc cũng phải hơn 2.000 cây số các bạn. Ngủ lại 3 đêm. Đi lên thầy Minh Tuệ xong rồi lên Đà Nẵng Huế gặp cái cơn bão số 6 là nay là 28 rồi. Cơn bão số 6 bữa nó đổ bộ vô á. Ngày hôm qua nó đổ bộ vô đâu có đi chơi đâu được. Lên Huế thì đi nửa đường vòng về bảo nó ngã đổ cây cối là tưởng nó đi không được rồi, tưởng nó kẹt ở lưới rồi. Con đường nó quá đẹp các bạn, nhưng mà nó cũng mưa gió nó đi thôi, nguy hiểm quá. Nhà dân người ta đóng cửa ta ngủ hết luôn ở trong nhà hết, cây nó đổ ra giữa đường, đổ ngang luôn các bạn, nằm ngang đường luôn á, rồi đâu có xe máy thì nó lòn qua cái đọt nó đi được, còn mình xe mình xe hơi không có càng qua được, càng qua hư cái đầu xe hết, nó phải chạy vòng lại mua cái rửa. Thì nhánh nó cũng nhỏ các bạn, nó bằng bắp tay đổ lại à, tay với tay đó lại là mình với lại mấy nhỏ nhỏ thì cái rửa thì chặt được, mình tính chặt cái tàn nó cũng không có lớn lắm, mình chặt để mình đi qua thôi. Mai khi mới chặt được có mấy cái thì có chiếc xe tải nó đi qua, nó càng qua thì cũng chưa đi được nữa, nó cọc dây nó kéo vô lại luôn đó. Thì thấy thôi vậy thôi quay về, không có đi tiếp các bạn. Thì cái hành trình mình đi là chủ yếu là tà chạy xe rồi ghé mấy cái chỗ mà cảnh đẹp rồi đó, mấy view đẹp rồi quay phim chụp ảnh rồi chơi thôi. Chuyến đi là trọng tâm là lên thầy Thích Minh Tuệ các bạn, đi cho nó có cái tinh thần là mình ngưỡng mộ hạnh của thầy đó, lên mình thăm cái cốc chỗ thầy. Thì đi các bạn thấy xe độc hành của mình một luôn không? Nhiều người gặp mình hỏi sao không rủ hay đi cho vui, mà thật ra mình ngủ không ai đi hết các bạn, người ta bắt lo làm kiếm tiền không, đâu có ai không rảnh như mình đâu, đi xa xôi mấy ngày trời tốn tiền ăn tiền uống rồi. Cái bạn bè mình thì không thiếu, chúng bạn bè thì không có thiếu các bạn, mà đi chơi đi biển đảo đi du lịch đó thì mấy ông đi ra đào thì thiếm, đi Châu Đốc rồi đi chùa rồi mấy ông đi, còn đi cái dạng như đi lên thầy này là mấy ông không đi, không đi thì đi mình. Chung thì đi mình thì nó có cái cũng cái sở thích mình, mình không thích đi đông thì nhộn nhịp thì
xác định là đi đâu thì là ok. Còn mình đi cái kiểu mình đi lưu linh lưu địa mà dạng như là thôi, riêng mình là thấy nó ổn định hơn. Mình thì hay đi chơi du lịch, mình chia sẻ xe thổ rồi chơi các bạn. Bạn nào mà thích thì xem ủng hộ mình, không thích thì thôi. Chứ còn mình không có câu view câu like gì hết. Mình lên thầy mình thăm cốc đoạn phải, chủ yếu là mình quay để mình câu view câu like. Những cái đoạn nào mình quay kỷ niệm 1-2 clip cho thôi, chủ yếu là quay hành trình, hành trình đi đường các bạn. Tại Sài Gòn còn 490 cây nữa theo Google Maps. Như 500 cây rồi về tới Nha Trang thì còn 400 mấy, đi cao tốc thì cũng ok. Còn Tàn thì về tới nhà cũng không có bia lắm. Bữa mình đi bữa đêm 10 giờ đêm mình đi vô cao tốc rồi tới thui đâu có thấy gì đâu, quay thì quay một hai đoạn chơi vậy thôi. Bây giờ về không biết là còn sớm để quay cái đoạn mà Nha Trang Cam Lâm á, cái đoạn đó mình mới đi lần đầu. Còn mấy cái đoạn kia thì mình đi nhiều rồi, từ ngày Cam Lâm nó mới, Nha Trang nó mới xong xe thì tới nay mình mới đi. Bữa nay là chạy từ sáng mình ngủ ở nhà trọ Quy Nhơn á, mình xuất phát là 8 giờ, lịch cà tan giờ này là 2 giờ mấy à, mà cách Ninh Hòa còn 16 cây nữa, chưa có tới Nha Trang luôn. Thì Ninh Hòa Nha Trang cũng khoảng 30 cây á, còn kiếm quán giọng ngủ một cái nữa, phải nghĩa lên khoảng tiếng mấy đồng hồ mới tối mới chạy nổi các bạn. Vô cao tốc mà không có nghỉ ngơi là lại có mấy quán giọng ngon quá mà lo chạy không thấy, không có ngừng lại. Thì tới đây cái clip này mình quay trong xe, một clip một thôi các bạn. Rồi mình tắt máy để mình kiếm cái quán nào mình nghỉ tí xíu các bạn.